Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời, giàu to xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động. Thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, bất ngờ được nhận lộc bề trên, tiền về như thác lũ, giàu có ú ụ, chẳng mấy mà trở thành đại gia. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, vẫn có rất nhiều người đang phải sống cảnh khổ cực, nghèo đói, nếm đủ mọi khổ ải trần gian, họ làm việc quên ăn, quên ngủ. Chỉ mong sao sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho dù cuộc sống có dùi dập họ như thế nào thì cũng không thể nào ngăn cản được ý chí và lòng quyết tâm của họ đổi vận, đổi đời thành công. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người, mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng mang trên mình căn số phú quý, mang trên mình sự giàu có vinh hoa. Mà để có được thành quả đó, họ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả xương máu rơi để có thể lấy được những tháng ngày hạnh phúc bình yên. Khi xem tử vi trong tháng 9 âm lịch Giáp Thìn thấy rằng những người sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi là con giáp được nhắc đến trong bản vàng nhận lộc trời ban. Đúng tháng 9 âm này, song lộc phúc tinh cao chiếu, trói rực rỡ cho vận trình của bản mệnh, làm gì cũng thuận lợi, phất lên giàu có sung sướng, ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn theo. Vậy vận trình trong tháng diễn ra như thế nào và phải làm sao để nắm bắt được những cơ may trời ban đó thì ngay sau đây, quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết nhé. Trước khi đi vào lá số tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đôi điều về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi nhé. Nam và nữ sinh năm 1979 Kỷ Mùi, tức tuổi con dê thường gọi là thảo giả chi dương, tức dê đồng cỏ. Mệnh quả, thiên thượng quả, có nghĩa là lửa trên trời, ánh sáng từ trên trời vốn được ví như sự quang minh lỗi lạc. Vì vậy, người Kỷ Mùi có bản mệnh thiên thượng quả là những người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng. Tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh thiên thượng quả là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng. Tuy nhiên, nhược điểm là khá nóng tính, nhưng họ lại rất độ lượng và hào phóng với những người xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi mệnh thiên thượng quả luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp sang trọng, nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, ham danh lợi, tự tin thái quá thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu cống hiến hết mình trong cuộc đời cho cộng đồng và xã hội một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân, luôn thể hiện một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình. Khi họ làm bất cứ công việc gì, họ chẳng biết mệt là gì, đừng vì vậy mà lạm dụng sức khỏe, có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Người tuổi Kỷ Mùi, mệnh thiên thượng quả, yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng, không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán, làm theo sở thích và ý thích của bản thân, thiếu suy nghĩ chín chắn kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật,
để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Kỷ Mùi dễ xúc động với những bất hạnh khó khăn của người nghèo khổ, họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Kỷ Mùi khiến cho họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Đối với tuổi Kỷ Mùi, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, địa vị, vì vậy họ cũng không thích quản lý chỉ đạo người khác. Tuổi Mùi thích làm việc trong tập thể và đóng góp những ý tưởng sáng tạo của mình cho đám đông. Hơn nữa, tinh thần ham học hỏi giúp họ có nhiều kinh nghiệm khi hợp tác làm ăn với mọi người. Kỷ Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất với Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Sau đây, ta cùng đi vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch của Kỷ Mùi sinh năm 1979. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi tháng 9 âm lịch, bản mệnh đang có những chuyển biến tốt trong tháng này nhờ có tam hội độ mệnh. Nếu bạn biết cách khai thác các mối quan hệ xã giao xung quanh mình thì có thể sẽ kết nối với người có tầm ảnh hưởng và tìm thấy cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Nguyệt lệnh lâm quan đối con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm, chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Quý nhân vận tăng lên, giúp đỡ có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc trong tháng này của Kỷ Mùi cũng có những bước tiến phát triển rực rỡ. Số tiền mà bạn thu được trở nên dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó và số tiền này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực bạn đã bỏ ra. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn trọng trong làm ăn, dành thời gian để nhìn nhận và khắc phục những vấn đề chung bất hợp lý tồn tại trong hoạt động kinh doanh của mình để hạn chế rủi ro. Phương diện sức khỏe của tuổi này được dự báo không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, chỉ cần bạn có chế độ sinh hoạt lành mạnh. Người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời sẽ tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của con giáp thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo tử vi của 12 con giáp âm lịch, sự nghiệp của Kỷ Mùi trong tháng mới được nhiều các tinh cao chiếu nên khởi sắc rõ rệt. Công việc triển khai thuận lợi, quan hệ tam hội mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho con giáp này nếu bạn biết tận dụng thời cơ đúng lúc. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới chống lưng nên tháng này rất phù hợp để cầu chức, cầu danh, hứa hẹn những chức vụ mới, vị trí mới đầy xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Tháng này cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của những chú dê, bạn khá tự tin và những việc mình đang làm. Chính vì vậy mà bạn chủ động làm việc chứ không cần phải nhắc nhở, không còn là giai đoạn ngồi chờ việc hay phải đợi có người thúc ép nữa, bản mệnh chủ động xông xáo hơn hẳn. Con giáp này cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu rõ ràng là kim chỉ nam để bạn dương mình mạnh mẽ về phía trước. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và nhận được một khoản thưởng nóng từ đó. Tử vi tháng còn cho thấy các mối quan hệ xã giao của Kỷ Mùi tốt hơn trước rất nhiều. Nếu bạn biết cách khai thác lợi thế này, bạn có thể sẽ kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình. Đặc biệt, quý nhân vận tăng mạnh, sự chủ động sẽ khiến cho bạn gây được ấn tượng tốt với quý nhân cũng như cấp trên. Nhờ đó, bạn được giúp đỡ để có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên và bạn có thể được phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Giai đoạn mới đảm nhận những công việc mới có thể khiến bạn lo lắng và có phần hoang mang, nhưng đừng sợ mình không làm được. Chỉ cần bạn muốn thì có rất nhiều cách, đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước giàu kinh nghiệm. Có một điều cần lưu ý là vận trình quá dượng khiến tư duy độc lập của bạn trở nên tiêu cực. Đôi khi bạn thể hiện ý kiến của mình một cách độc đoán, cứng nhắc. Do đó Kỷ Mùi sẽ cần học thêm tính khiêm tốn, nhường nhịn thì công việc mới dễ dàng thành công. Về mặt tài lộc, xem tử vi tài lộc của Kỷ Mùi trong tháng 9 âm lịch, vận khí tăng tiến cũng giúp bản mệnh đón tin vui ở phương diện này, thuận đà công việc hanh thông.
Không có lý do gì mà tài chính của Kỷ Mùi không khởi sắc theo đó. Thậm chí bạn sẽ không cần phải suy tính quá nhiều trong công việc kiếm tiền, mà đồng tiền sẽ tự đến. Quan đới đảm bảo sự nghiệp tiến triển ổn định. Con giáp này vẫn đang từng bước hoàn thiện các kế hoạch hay mục tiêu của bản thân. Nguồn thu từ công việc chính cũng khá tốt. Do đó con giáp này đạt được những thành tích nhất định, nên có thể sẽ có khả năng được tăng lương, thăng chức. Những ai ấp ủ mong muốn tăng lương cũng có thể mạnh dạn đề xuất với cấp trên. Nếu nỗ lực và đóng góp của bạn là xứng đáng, cấp trên chắc chắn sẽ không thể từ chối yêu cầu chính đáng này của bạn. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì cũng nên nắm bắt thời cơ khi thần tài đang đứng về phía bạn, nhờ tam hội cục nhập mệnh, hợp tác làm ăn trôi chảy, lợi nhuận rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra từ trước đó. Đôi lúc cũng cần một chút máu liều để thu về càng nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa bạn bất chấp đâm đầu vào cả những lĩnh vực bản thân không có hiểu biết. Đừng đặt mình vào nơi mạo hiểm quá lớn, làm gì cũng cần để đường lui cho bản thân. Để tăng cường may mắn về tài lộc, tuổi Kỷ Mùi có thể trưng các loại cây cảnh dưỡng lộc như kim tiền, trúc phú quý trên bàn làm việc. Những cây này có tác dụng phóng đại năng lượng giàu có, thu hút tài lộc, thúc đẩy tài vận ổn định và bền vững hơn. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng mới cũng đánh dấu những biến chuyển tích cực trong chuyện tình cảm của Kỷ Mùi. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ có đào hoa chiếu mệnh, mở ra nhiều trải nghiệm đặc biệt cho bản mệnh. Tháng này sẽ mang tới nhiều cơ hội cho người độc thân. Bạn có thể sẽ tìm được một người thích hợp với mình, kết thúc những ngày tháng lẻ loi bao lâu nay. Bạn có những suy nghĩ cởi mở hơn về tình yêu, cũng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì cứ ngồi chờ đợi như trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng được khuyên nên cân nhắc kỹ càng, chớ nên vội vàng quyết định chuyện tình cảm. Có thể sự cô đơn sẽ khiến cho bạn cảm thấy lạc lõng mà gật đầu nhanh chóng, nhưng như vậy thì khó đảm bảo được chuyện hạnh phúc mãi mãi về sau. Đào hoa có lợi cho người độc thân là vậy, nhưng với các cặp đôi hay người đã lập gia đình thì điều đó lại cực kỳ nguy hiểm. Đôi bên có thể gặp chuyện thị phi mà hiểu lầm lẫn nhau, tình yêu đứng trước thử thách không nhỏ. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng mới dự báo sức khỏe của Kỷ Mùi vốn không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng ở thời điểm này. Dù vậy, bạn vẫn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe, chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là khi con giáp này ham làm việc, mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, nên có xu hướng bỏ bê bản thân. Cách tốt nhất là nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh. Người cao tuổi không nên lao động quá sức, khiến cơ thể mệt nhọc. Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe thì thể trạng sẽ luôn được đảm bảo. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành cho Kỷ Mùi trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Mùi, tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy may mắn đầu tiên của Kỷ Mùi là có thiên đức cát tinh nâng đỡ. Thời gian qua bạn đã vất vả nhiều rồi, đây là lúc bạn được bù đắp lại đó. Về chuyện công việc, hãy ưu tiên cải thiện phương pháp để tăng năng suất làm việc của mình. Kỷ Mùi là người có năng lực, lại điềm tĩnh, nên cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ. Kinh doanh, buôn bán thì có khách túc tắc đều đều. Giữa thời buổi khó khăn này, hãy giữ sự lương thiện, chính trực thì bạn sẽ không phải sợ mất lộc, đường tiền bạc sẽ tốt đẹp lên. Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả nhờ chính tài và thực thần. Tuần này chắc chắn sẽ có lộc ăn uống, tiệc tùng, quà cáp đến với Mùi. Hãy đón nhận mọi lộc lá lớn nhỏ bằng tinh thần thoải mái nhất nhé. Gia đình hòa thuận, êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế tham công tiếc việc để dành thêm thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn, giúp tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân, hợi, ngọ, tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, đen, be vàng. Con số phát tài, 10, 68, 33. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Mùi, tháng 9 âm lịch 2024. Những người bạn tuổi Kỷ Mùi sẽ có vận khí tương đối ổn định trong tuần này, nhờ sao thiên đức nhập mệnh. Cuộc sống của bạn có những thay đổi tích cực và những tin tức tươi mới cũng sẽ đến theo đó.
bạn nên cho mình cơ hội thư giãn vào cuối tuần này, dù đi du lịch hay ở nhà. Vận trình sự nghiệp tuần này tương đối ổn định và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, những người tuổi Kỷ Mùi chớ nên để bản thân chìm trong cảm giác thoải mái này quá lâu, kẻo bạn sẽ đánh mất ý chí chiến đấu và trở nên thụt lùi. Hãy luôn đốc thúc bản thân tiến về phía trước. Thu nhập tài chính sẽ tăng lên một chút, nhưng hãy chú ý tiêu dùng hợp lý. Những người sinh năm Kỷ Mùi có thể học thêm các kiến thức về đầu tư, hiểu rõ về nguyên tắc của thị trường, nâng cao tỷ lệ đầu tư thành công, cũng tức là tăng cường tích lũy tài sản cho tương lai. Phương diện sức khỏe cũng không được chủ quan trong tuần này. Thường xuyên làm việc và bỏ bê cơ thể khiến cho bạn có thể cảm thấy hơi mệt mỏi, kiệt sức, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cần lưu ý rằng, việc duy trì thời gian ngủ đủ giấc và xây dựng chế độ ăn uống hợp lý là rất quan trọng cho cơ thể của con người hồi phục. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, mão, ngọ, tiểu nhân, tỵ, thìn. Màu sắc may mắn, tím, xanh lục. Con số phát tài, 56, 09, 23. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Mùi, tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi Kỷ Mùi trong tuần này không quá đáng ngại, dù không phải không có điểm đáng lo, tình cảm, tài chính và gia trạch là những phương diện gặp nhiều điều không suôn sẻ, nhưng bù lại sự nghiệp và sức khỏe thì vững vàng, coi như bạn không đến nỗi đụng đâu cũng thấy điềm gỡ. Về mặt tốt thì sự nghiệp đang trên đà thăng tiến một cách nhanh chóng, nếu bạn mới đổi việc, chuyển việc hoặc mới đi làm, thì đây là lúc để bạn thích nghi với môi trường mới, tìm cơ hội khẳng định vị thế của bản thân, ghi dấu ấn với cấp trên và đồng nghiệp. Sức khỏe dồi dào, người tuổi Kỷ Mùi có cảm giác mình đang trẻ ra vài tuổi nếu có thể vận động tập thể dục hàng ngày. Dậy sớm ngủ sớm thì chắc chắn hiệu quả còn đáng kinh ngạc hơn, vẻ ngoài tươi trẻ, sức sống tràn trề, ai nhìn cũng thấy mê. Nhưng về mặt xấu, cẩn thận đại hao tìm đến gây họa, mất tiền mất của, đồ đạc trong nhà ngoài ngõ đều cần phải cẩn trọng. Tiền trong túi nếu muốn đầu tư thì đừng nghe thông tin bóng gió bên lề mà phải tìm hiểu kỹ càng, tốt nhất là tìm người có uy tín tư vấn, tránh mờ mắt vì lợi mà thiệt hại lớn. Người trong nhà không hòa thuận, quan điểm khó thống nhất, dẫn tới không khí trầm lắng, u ám, thực ra việc này không khó giải quyết, nhưng bạn lại không tích cực chủ động, nên vấn đề cứ kéo dài mãi, ngày này qua tháng khác, càng thêm khó chịu và khó mở lời. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, hợi, tỵ, tiểu nhân, trửu, tuất. Màu sắc may mắn, vàng, cam. Con số phát tài, 44, 82, 66. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Mùi, tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần này của Kỷ Mùi không phải quá sáng sủa, nhưng nhìn chung tương đối yên ổn. Bạn chỉ cần tiết chế cái tôi cá nhân, làm việc thuận theo tập thể, biết nhường nhịn trước sau thì sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Công sở là môi trường làm việc không hề dễ dàng, dù bạn đang làm cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện hay công ty tư nhân, thì đều có những rắc rối rất riêng. Ứng xử như thế nào cho hợp lẽ và tránh để bản thân bị thiệt thòi, ức chế là nghệ thuật cần phải học hỏi lâu dài. Vận trình tài lộc khởi sắc, được thiên tài chiếu mệnh. Nếu là những người theo nghề kinh doanh, bán hàng, tư vấn sản phẩm, sale, môi giới, sẽ trúng những dự án lại lớn và sẽ thu về một khoản đủ để tiêu cả tháng. Điểm đáng chúc mừng này dành cho người tuổi Kỷ Mùi biết nắm cơ hội và có sự nghiêm túc trong công việc. Về sức khỏe, bản mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều, sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh có thể gây ra điềm thương tật hoặc quả huyết quang, bản mệnh đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã hoặc gặp tai nạn xe cộ bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Trong tuần được thực thần ghé thăm, Kỷ Mùi liên tục được mời ăn uống, tiệc tùng, vì thế mà chế độ dinh dưỡng cũng có phần bị đảo lộn. Bản mệnh chú ý ăn uống thanh đạm, hạn chế bia rượu và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ. Có như vậy, cơ thể mới không bị mệt mỏi hoặc có cảm giác khó tiêu. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, mão, dậu, tiểu nhân, thìn, hợi. Màu sắc may mắn, hồng, xanh. Con số phát tài, 27, 89, 52. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, phúc đức của một gia đình đến từ đâu mà chúng ta không phải ai cũng biết. Cùng tham khảo những điều sau để xem gia đình có phước không nhé. 1.
anh em chung sống hòa thuận. Phước đức của một gia đình đến từ đâu, một gia đình có được thịnh vượng và phát đạt cả đời hay không, cũng liên quan rất nhiều đến các thành viên trong nhà có chung sống hòa thuận hay không. Người xưa rất chú trọng đến việc nối dõi tông đường. Những gia đình giàu có sẽ cưới ba thê, bốn thiếp, sinh nhiều con, dù đông con cái, vui cửa vui nhà, nhưng sau khi con lớn lên, cũng có những vấn đề nan giải. Nếu anh chị em chung sống rất hòa thuận với nhau thì không sao. Nếu anh em tranh giành quyền lợi, tài sản, ghen tị, nói xấu lẫn nhau thì chỉ khiến gia đình tan đàn xẻ nghé mà thôi. Chúng ta thường thấy kiểu này trong xã hội xưa và xã hội hiện đại rất nhiều. Nhiều nhà bên ngoài có vẻ êm ấm, nhưng bên trong thì đầy mâu thuẫn, con cái không hòa thuận, cha mẹ cực kỳ phiền não. Vì vậy, anh em trong nhà với nhau chung sống hòa thuận là một phần quan trọng để duy trì phước báo cho gia đình, đồng thời cũng là nguyên nhân quan trọng giúp gia đình đời đời hưng thịnh. 2. Vợ chồng chung sống hạnh phúc. Theo lời Phật dạy về hạnh phúc của vợ chồng, trong một gia đình vợ và chồng chính là trụ cột. Sự chung sống hòa thuận của vợ chồng là nền tảng cho sự thịnh vượng của gia đình. Chúng ta có thể nhìn vào những người thành công, hầu hết họ đều có một người vợ đức hạnh làm hậu thuẫn ở phía sau, người chồng chăm chỉ làm ăn bên ngoài, người vợ ở nhà chăm sóc con cái, dâu thảo, vợ hiền, đảm đang, chu đáo, công việc gia đình được xử lý nền nếp, chồng không phải lo lắng gì cả, chỉ việc kiếm tiền về cho vợ. Sau một ngày bận rộn bên ngoài, đàn ông trở về nhà, một bức tranh đầm ấm, một gia đình hạnh phúc bên nhau, tâm trạng sẽ thoải mái biết bao, có đúng không? Ngược lại, nếu trở về nhà trong tâm trạng rối bời, muốn yên tĩnh nghỉ ngơi mà vợ chồng lạnh nhạt hay xích mích, ở trong một gia đình như vậy, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, cũng ảnh hưởng xấu đến phúc khí của gia đình. 3. Gia phong tốt. Phúc đức của một gia đình đến từ đâu? Gia phong tốt là chìa khóa để gia đình có được con cháu tốt. Điều này rất quan trọng. Chuyện kể rằng, từng có một vị quan đại thần của triều đại nhà Thanh. Ông là một trong những người thành công nhất trong lịch sử. Gia phong của ông cực kỳ nề nếp, được phổ biến rộng rãi đến tận các thế hệ sau lan truyền. Gia đình ăn ở tốt có thể làm cho phúc khí được thịnh vượng lâu dài. Điều quý giá nhất để lại cho thế hệ mai sau không phải nhiều của cải, mà là gia phong tốt. Của cải sớm muộn gì cũng sẽ bị hao hụt, nhưng một gia đình nề nếp có thể duy trì được phúc khí lâu dài cho các thành viên. Một kiểu gia đình tốt cho phép các thế hệ con cháu trong tương lai noi gương theo. Chúng thiết lập một cái nhìn đúng đắn về cuộc sống và các giá trị của bản thân, đồng thời ngăn mình đi chệch hướng và phạm phải sai lầm. 4. Mọi người trong nhà không có thói quen xấu. Chúng ta ai cũng biết, bao nhiêu gia đình hạnh phúc đã bị nạn cờ bạc làm tan nát. Một khi đã nghiện cờ bạc thì khó bỏ, ngày càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Cờ bạc là một hố sâu không đáy, dù bạn có bao nhiêu tiền cũng không thể thắng mãi được. Thắng thì muốn thắng thêm, nhưng cuối cùng lại thua một cách ê chề. Người thua lại muốn lật ngược thế cờ, nên cứ dồn tiền vào đó. Vì vậy, tôi khuyên những người ham mê cờ bạc, lô đề, nên rời khỏi súng thật sớm. Nếu không, bản thân bạn và gia đình sẽ sớm là người chịu thiệt nhiều nhất. Rượu bia cũng vậy, uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất, không sức khỏe là không có gì cả. Nhiều tiền mà nằm một chỗ cũng vô ích. Uống rượu sẽ làm tê liệt não bộ và làm chúng ta mất sức. Nếu hàng ngày chúng ta sống trong thế giới say xỉn và mê muội, thì làm sao có thể làm việc chăm chỉ và có được cuộc sống hạnh phúc nếu gia đình có người bị nhiễm những tật xấu này. Gia đình nào cũng có được tứ đức trên, thì gia đình đó sẽ sung túc, thịnh vượng. Đó chính là những điềm lành, báo hiệu gia đình có phúc theo lời Phật dạy. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.